Anh em nhé, hôm nay tôi có mặt ở đây để quay cho em một cái video để so sánh một số cái loại ngọc bích. Tôi chuẩn bị tôi làm một cái sản phẩm cao cấp cho anh Trúc ở Hải Dương. Và tiện thể thì Anh Phúc Hải Dương, tôi đang có trên tay đây hai cái phôi thẻ anh tóc. Tôi sẽ sử dụng cái này để tôi tạc ra cái bức tượng Phật Di Lặc nhé. Thì có một anh khách hàng nó đặt một cái sản phẩm khoảng cả vàng nó rơi vào tầm 25 triệu. Tôi sẽ sử dụng hai cái phôi này tôi làm. Thì bây giờ tôi cùng anh chị cùng xem xét, vì nó có rất nhiều loại đá. Ví dụ đây cũng là ngọc bích này anh chị này, đây cũng là ngọc bích này. Thì anh chị thấy chất lượng nó khác nhau về màu sắc, thì những cái sản phẩm như thế này giá trị nó sẽ cao hơn. Đấy. Đây. Thì thông thường một cái miếng tượng Phật ngọc bích thì tôi có thể giao ra cho anh chị với giá khoảng là từ 4-5 triệu rưỡi một cái bậc thường. Thế nhưng mà những cái phôi này thì giá trị nó cao hơn 3-4 lần. Đây. Tôi quay lên cho chị xem nhé, cái chất thịt của nó nhé. Thưa anh chị, đây là những cái sản phẩm mà tôi có ngày hôm nay. Đây, tôi sẽ sử dụng đèn để tôi chiếu cho anh chị xem. Ví dụ với sản phẩm thứ nhất thì cái chất lượng này nó chưa cao, thì anh chị có thể thấy là khi soi đèn vào thì độ thấu quang nó được ngắn, nó ít, anh chị hình không, nó bé thôi, không được nhiều. Đây, đây một phần nhỏ thôi. Đấy, thì cái loại này là cái loại mà chất lượng chưa cao anh chị nhé. Cũng là ngọc bích. Thì bây giờ ngọc bích thì thông thường thì chúng ta hay nhập khẩu từ Canada, nhưng có một số cái vùng của Nga cũng có, một số cái vùng của bên Nga giáp với châu Âu ấy thì cũng có. Chất lượng cũng khá, tùy từng vùng nó sẽ có cái chất lượng cao hơn. Ví dụ như cái bức này này là chưa cao hẳn này, anh chị nhìn thấy không? Đó. Đây, cái này cũng thế này. Còn chuyển sang cái hàng cao hơn thì đây, đây là một trong những cái sản phẩm cao cấp hơn, tương đối là nhiều. Chất lượng đây, cái màu sắc nó thấu vào quang và nó sẽ sâu hơn anh chị nhé, và cái màu nó xanh hơn. Đây, anh chị nhìn này. Đấy, thì cái loại này hàng chất lượng cao. Vì trên một cái viên đá lớn này chúng ta soi lại thôi, chứ còn nếu mà trên viên đá nhỏ chúng ta sẽ thấy nó thấu quang. Độ thấu quang nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đây, anh chị nhìn này, nó sẽ xuyên qua. Đấy. Ví dụ cái viên này như thế này, nó xuyên qua hoàn toàn này, thì giá trị nó sẽ có phần là sẽ cao hơn nhá. Thì còn đây là miếng thẻ anh tóc. Miếng thẻ cóc này là hai cái miếng hàng thô. Tôi dự kiến nó sẽ tạc thành hai bức Di Lặc nhá. Thì tôi sẽ chuyển cho các bạn ấy làm. Tạc xong thì tôi sẽ bọc vàng nên cho anh chị. Thì ở trên cái bức này thì đây nó có chân tóc này, thì tôi sẽ bố trí cái này dưới phía chân, đầu vào trên này. Cái bức này cũng vậy. Thế thì để cái chi phí mà làm lên trên một cái sản phẩm này thì chắc là bây giờ nó sẽ cao hơn. Và đây là những cái bức mà anh chị hình dung là những cái sản phẩm hôm trước tôi cắt cho anh chị ấy, một cái lát này, một cái lát chưa chạm ấy, thì đã rơi vào tầm từ 12 đến 18 triệu. Anh chị có nhớ một số cái sản phẩm mà gần đây chúng tôi làm không? Đây, tôi lấy luôn cho chị xem nhé. Ở trên website của chúng ta này, tahigen.vn này. Mặt dây nhé. Bức này là chúng tôi đang giao là 19 triệu 300 này. Anh chị nhìn này. Đấy. Cái sản phẩm. Bức này hơn 200 triệu này. Đây, bức này 142 triệu này. Cái sản phẩm này tôi đã giao cho anh Hưng ở trong Sài Gòn rồi. Đây có một số đây. Cái miếng này là 19 triệu 630 mấy ngàn. Đấy, chất lượng nó sẽ như thế này anh chị nhé. Ngọc nó sẽ đẹp như này. Đây là tên nó, cái trụng này. Thế nên là để tạo ra một bức Di Lặc thì chúng ta sẽ cái chi phí cao hơn. Rồi, ok. Thì với cái form này thì một cái bức Di Lặc nhỏ nhỏ thì chắc nó cũng rơi vào tầm khoảng 10 12 triệu. Thì còn bức lớn một chút thì có thể lên đến tầm khoảng 18 đến 20 triệu. Thì tôi sẽ hỗ trợ để thi công cho anh khách hàng của tôi một cái lát cắt ở đây. Ok nhá, cảm ơn anh chị. Và cái video này thì cũng quay lên để cho anh chị tìm hiểu thêm. Nói chung là cùng một loại đá, tính chất vật lý giống hệt nhau, thế nhưng mà cái chất lượng nó sẽ khác nhau khá. Ví dụ ở đây, hôm nay tôi đang có một cái viên ruby. Đây, viên ruby này cũng là hàng facet anh chị nhé. Đấy, trong vắt. Nhưng mà so với cái viên ruby này thì nó khác hơn một chút. Đấy, nó kiểu như vậy. Anh chị xem một viên ruby, hai viên này đỏ nó khác nhau. Đấy, cùng là ruby facet, đều là trong suốt hết. Đây, anh chị nhìn này, vậy là trong vắt này. Nhưng mà chất lượng thì nó lại khác nhau khá là nhiều. Đây, so với viên này cũng thế. Anh chị thấy màu nó sẽ khác nhau đúng không? Thì đang do cái tính chất của từng vùng miền một nhá anh chị nhá. Đó, ok.
Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trong video tiếp theo của bạn Thầy Phạm, và video này sẽ bạn Hải sẽ đăng lên một số kênh của chúng ta. Cảm ơn anh chị.